Xin kính chào quý vị. Thì từ khi dịch Covid bùng phát thì nhiều đơn vị ngành nghề đã bị ảnh hưởng nặng nề, phải đóng cửa, nhân viên phải nghỉ. Trong đó cũng có bản thân tôi làm ngành dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp. Thì trong cái thời gian giãn cách ở nhà thì mời quý vị giải trí với bài hát nhạc chế Sa Mưa Giông. Tôi thấy bài này nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dẫu mà trời còn lác mưa cứ mưa hoài, nằm nhà buồn chán biết sao giờ, thêm dịch tè le biết lúc nào mới được làm đây. Dẫu mà mưa thối đất luôn còn thêm dịch, dịch hoài dịch mãi 4 5 lần, làm sao kiếm cơm. Vy ơi sao em chưa dừng ngồi kia ngáp ngáp hết trơn, đời với mong mỏi mòn mà chưa cho mừng, tay làm hàm nhai mà kêu ở nhà lấy quần què gì ăn, cầu xin ơn trên mau mau tới làm chứ ở nhà ăn với xem phim, sớm muộn gì con cũng thành theo thôi. Cầu xin ơn trên cho mau mau tới làm chứ ở nhà nằm dài ăn miếng, chứ ăn hoài tiền đâu có ăn. Nguyện làm công chứ chẳng thèm ngu dại đầu tư, thế nào con cũng có ăn, còn hơn là dịch tới đóng cửa hoài chắc con ăn cám